Rồi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và anh em đừng quên ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều các video mới hơn. Và điều gì đến cũng phải đến. Và bây giờ chúng ta sẽ phải đá trận bán kết gặp Argentina. Đâu à? Được nhá, để mình xem nào. Hôm trước anh em bảo mình đá 3-4-3 đi. Thì ok. Thì 3-4-3. Xem nào. Đây đang ok, CDM cũng được. Đây chúng ta sẽ cho Trần Phi Sơn vào. Và đá cắm là Công Phượng. Đấy, Messi Việt Nam sẽ đối đầu với Công Phượng Argentina. Rồi. Đây là Văn Toản. Xem Văn Toản cao mét bao nhiêu. Player info bạn không thấy chiều cao nhỉ. Ồ, vẫn phải để Văn Lâm bắt, không mình không thể mạo hiểm được. Rồi, Phi Sơn hôm nay sẽ cho Văn Thanh sang bên này. Cứ phải bó cẩn anh em ạ. Không đùa được. Tí nữa cho Phi Sơn vào sau. Giờ đi kiểm tra mấy cái quần áo xem nó chuẩn chưa ạ. Thôi đi, đằng nào cũng đi cho Argentina mặc áo truyền thống luôn. Rồi, chiến. Ok, và đây là trận đấu tường thuật trực tiếp trên VTV6. Việt Nam, Argentina, một đội bóng đến từ Đông Nam Á và một đội bóng hàng đầu thế giới với 7 quả bóng vàng, Lionel Messi. Nay thì người đang băng đội trưởng không phải Messi mà là Nicolas Otamendi. Đội trưởng chúng ta thì vẫn là Đỗ Hùng Dũng. Đội hình hôm nay chúng ta sẽ là 3-4-3. Well, Derek, semi-finals are usually tense affairs. The winners can look forward to a great occasion in the final. The losers are completely forgotten. The contrast in emotions is immense. Let's hope it's a semi-final that everybody remembers. And continues his run. Hi, Di Maria. Di Maria đang giữ bóng rất tốt. Này Quang Hải đã giặt cánh, có lẽ là cũng chưa ổn lắm, nhưng mà thôi. Acuña. Bắt đây anh luôn ơi. Ok ok, Văn Lâm đã bắt gọn bóng trong tay rồi. Hồng Dũng. Hồng Duy. Hồng Duy có thể nói là một trọng nói xong. Hay quá Hồng Duy. Tốt. Lên. Phượng ơi, anh Phượng ơi. Bên trong đang có Hoàng Đức. Hoàng Đức. Con mẹ làm sao? Làm sao? Alo. Quả bóng vàng Việt Nam đây chứ đâu. Mẹ bóng rách lưới luôn. Quá tuyệt vời. Ôi giời ơi luôn, lại siêu phẩm của Hoàng Đức. Mãi trưởng. Tình huống hơi mất tập trung của cầu thủ Argentina. Công Phượng có lẽ là người đánh lừa hàng phòng ngự. Khoảng trống cho Hoàng Đức. Quá ảo. Hoàng Đức sẽ có mấy bàn mùa này nhỉ? À, bàn thắng đầu tiên của Hoàng Đức ở World Cup anh em ạ. Việt Nam đã vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 10 thôi, rất sớm. Nhưng mà hãy nhớ bên kia còn quả bóng vàng, 7 quả bóng vàng Messi. Messi cũng đã có tới 5 bàn rồi. Messi. Đây là Messi. Messi hay quá. Messi tạt. Di Maria. Di Maria. Ui. Tình huống bắt rất khét của Đặng Văn Lâm. Messi sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Ok. Tuấn Hải. Cầu thủ Việt Nam sẽ cố gắng tận dụng. Ây à. Hoàng Đức ơi. Đây là Messi. Messi. Ui. Nên trao găng tay vàng cho Đặng Văn Lâm.
Hoàng Đức hay quá, tình huống bóng tốt của Hoàng Đức đấy. Tuấn Hải, Tuấn Hải bên trong đang có Hoàng Đức. Hoàng Đức phân bóng quá nhẹ của Hoàng Đức. Tình huống phối hợp điểm 10 nhưng tình huống cuối cùng Hoàng Đức lại không tốt một chút nào. Montiel, Messi rồi, chúng ta cần để mắt Messi. Đây là Martinez đang băng vào trong kìa đấy. Đừng. Ui dồi ôi. Một tình huống thở phào của thầy Park. Làn sóng người được các cổ động viên Việt Nam đang tạo nên quá tuyệt vời. Thành Trung đi kèm Đặng Văn Lâm đi kia. Bùi Tiến Dũng. Rồi, Cổng Phượng quá đơn độc. Paredes, Lo Celso, De Pau. Ui, muốn đập nhẹ tốt Di Maria. Dẻo chưa kìa. Dẻo chưa kìa, Martinez. Trời ơi, mẹ. Đúng là tiền đạo cấp thế giới chỉ số 85 nó phải khác anh em ạ. 85 nó phải khác xong ấy chứ. Tình huống tâng bóng lên và bắt vô lê. Quá mẫu mực. Này thì nó là đẳng cấp rồi anh em ạ. Chứ cầu thủ Việt Nam không có lỗi. Vì Văn Lâm đã chạm được tay vào bóng nhưng mà không thể cản được. Bóng đi quá nhanh. Sự tiếc nuối của thầy Park. Trận đấu quay trở về xuất phát. Hoàng Đức. Hồng Duy. Tốt. Tuấn Hải. Không kịp rồi. Công Phượng. Không được rồi. Để Pau. Martinez. Lautaro Martinez. Nào. Cẩn thận anh ơi. Messi đang lùi về tương đối sâu. Lo Celso. Di Maria. Rất khó lấy được bóng trong chân các cầu thủ Argentina. Người Nam Mỹ họ quá nhanh và khỏe. Tình huống ấn W nhầm có lẽ là của Martinez. Tương đối đen. Quang Hải. Ô kìa Quang Hải ơi. Có lẽ Quang Hải đang đá, phải đá tiền đạo cánh phải. Nhưng mà đây là Messi. Thì Quang Hải không quen vị trí chẳng hạn. Hay quá. Ui đẳng cấp của Quang Hải. Văn Thanh. Cắm đầu chạy đi Thanh ơi. Bên trong đang có đéo có ai. Tuấn Hải kìa. Tuấn Hải. Ui vai trưởng. Ôi. Ngưỡng chủ quen của hàng phòng ngự Argentina và Tuấn Hải có một siêu phẩm rồi. Ngã góc quá hẹp nhưng mà Tuấn Hải vẫn ghi bàn. Ui. Không ai theo kèm Tuấn Hải. Mọi thứ còn lại rất khó nhưng Tuấn Hải đã chạm được chân vào bóng. Và bàn thắng là thành quả cuối cùng. Việt Nam đang tạo nên bất ngờ khi hai lần dẫn trước Argentina. Messi. Quá dễ dàng. Đẳng cấp của Messi nhưng hôm nay hàng phòng ngự của Argentina làm việc không tốt một chút nào. Messi. Lautaro Martinez. Làm gì anh ơi. Lo Celso. Rory De Paul. Tốt. Hàng phòng ngự của Việt Nam vây giáp tốt. Ok. Đây là Messi. Messi. Messi hay quá, Hồng Duy đã giải tỏa được Messi. À quên, phong tỏa Messi kìa. Quang Hải. Quang Hải bên trong pha không. Hoàng Đức. Việt Nam đang đá rất ngẫu hứng. Mẹ, Văn Thành ơi là Văn Thành. Khoảng trống. Di Maria bên trong là Martinez và Messi cũng đang băng lên. Hồng Duy có lẽ chạy không kịp rồi. Ok, chết mẹ, nhầm, đổi nhầm người rồi. Sự đéo cần đổi người. Ai đều ạ. Mẹ game căng thật sự. Game căng thật sự. Di Maria sút luôn ạ. Di Maria mấy bàn ta. Sáu bàn, sáu trận. Một hiệu suất quá tốt. Rồi, tình huống ra bóng thủ tục của trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. À, kết thúc hiệp 1 trận đấu.
hình ảnh tuyệt đẹp các cổ động viên Việt Nam, và đây là Lionel Messi. Tuấn Hải hôm nay cũng đã ghi bàn. Hai người ghi bàn chúng ta là Hoàng Đức và Tuấn Hải. Còn bên phía Argentina là Lautaro Martinez và Angel Di Maria. Vẫn còn 45 phút phía trước và liệu hai đội có chứng minh đẳng cấp không, hay là Việt Nam lại có thể làm nên một bất ngờ nào chăng? Nhưng về cơ bản là tương đối khó. Hai bàn Việt Nam ghi thì Argentina hóa giải trong phút chốc. Hay quá, Tuấn Hải, đây là Tuấn Hải. Tuấn Hải. Tình huống tạt thẳng vào gôn. Montiel. Messi. Hay quá. Mẹ game làm thật nhỉ, Messi đá kiểu dáng chạy chuyển động kiểu easy ngoài đời luôn. Martinez. Tình huống hay quá, tình huống phạm lỗi rồi. Paredes. Lo Celso. Lo Celso. Các cầu thủ Argentina đang rất bức bối với hàng phòng ngự 3 người của tuyển Việt Nam và phải thực hiện những tình huống sút xa. Khoảng trống dành cho Quang Hải. À không, à đúng rồi, chính xác đây là Quang Hải. Quang Hải bên trong đang là Công Phượng. Quá tuyệt vời luôn, 3-2 rồi. Quá tuyệt vời, 5 bàn thắng được ghi trận đấu mà. 3 bàn thuộc về Việt Nam. Công Phượng, quá tuyệt vời. Khoảng trống cho Quang Hải và không có một cầu thủ nào đuổi theo Quang Hải cả. Công Phượng băng rất nhanh. Ok. Hoàng Đức và Công Phượng nhường nhau, không ai lấy bóng cả. Paredes. Lautaro Martinez. Một mình Lautaro Martinez giữa rừng cầu thủ áo đỏ. Anh định làm gì đây? Một đường tạt chăng? Không, chuyền lại cho Acuña. Đây à. Bị lừa rồi. Martinez hay quá nhở. Một tình huống phá không tốt của ta. Thành Trung đẹp bóng này. Bên trong coi. Nào. Ok. Ok. Hoàng Đức. Công Phượng đang băng lên. Tất nhiên là ok. Công Phượng. Công Phượng ơi. Phượng. À quên. Ui. Ai trưởng đúng như game ấy. Hồng Duy. Không có gì cả. Martinez vẫn bắt được. Lo Celso. Angel Di Maria. Ôi. Cái bố này máu sút làm cái gì không biết. Ui, tốt quá. Tình huống cả tốt của Paredes. Messi và đồng đội vẫn đang gặp khó. Này thì Phi Sơn đang đá rất tốt ở vị trí LM. Đang cố gắng để giành một số cái tình huống. Chúng ta nên đổi formation anh em ạ. Bây giờ sẽ cho Phi Sơn vào sân và Tiến Linh. Nãy cánh trái chạy nhiều rồi, giờ cho cánh phải chạy tiếp. Kết liễu trận đấu thôi anh em. Ok. Không ổn rồi, không ổn một chút nào rồi. Ôi, Dybala. Hay quá. Chưa anh Hải ơi.
làm tình huống sút cầu bay. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ. Mọi vừa nói suôn sẻ xong. Ui, cái gì đấy? Thao suốt đấy. Vãi trưởng người ảo thật đấy. Số 5 là thằng nào? Paredes à? Vãi trưởng. Đúng là game. Toàn game bịp. Ui, quả này chọc khe kìa. Kinh thật. Sút thế vào được. Đây là kiểu driven shot anh em ạ. Bên Nam nó không thể trụ vững rồi. Bên kia đá quá khỏe luôn. Phượng ơi. À, không đùa. 82 rồi, thôi cố gắng vào hiệp phụ cũng được. Hiệp phụ cũng được, không sao hết. Tốt. Phi Sơn. Hoàng Đức. Hay quá, Phi Sơn. Đây rồi. Ờ, liệu có kết thúc cho tuyển Việt Nam không? Ôi trời ơi, Ronaldo Việt Nam. Trời ơi. Chắc là Phi Sơn thấp nên lốp bóng nó bị thấp theo anh em ạ. Ôi kìa, phạm lỗi này. Gomez chấn thương rồi, ngon, lợi thế cho chút lợi thế cho tuyển Việt Nam. Nhưng mà không phải cái này. Ném ra cánh đi. Không nhá, không đùa. Còn 2 phút bù giờ thôi, đừng. Ui ơi. May mà tuyển Việt Nam khép góc. Hùng Dũng. Cơ hội kết liễu. Đây rồi. Ông Phượng. Trời ơi. Ai kìa, nó thủ hay quá. Rồi, chúng ta lại phải bước vào hiệp phụ rồi anh em ạ. Một trận đấu quá căng cho đội tuyển Việt Nam. A strength sapping night for all concerned as the first period of extra time begins. Messi, hay quá Tiến Linh. Ôi. Gonzalo Montiel. It's with Paredes. Gomez. Này trên sân thì trời đang mưa và trên sân trên mặt cỏ chúng ta đang được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng 6 bàn. Cái Phi Sơn tự nhiên không chạy nữa. May. Này quá, Quang Hải. Con mẹ gì đây? Ai lìn lại siêu phẩm mẹ. Ý, quá tuyệt vời luôn. Lại một siêu phẩm của Quang Hải. Một chạm luôn ạ. Ui. Game ảo. Đúng là game ảo. Lại là game ảo. Ui mẹ. Đẳng cấp. World Class là đây chứ đâu. Quá tuyệt vời. Công Phượng đã thay ra nghỉ rồi. Xuân Trường sẽ vào làm việc tiếp anh em ạ. Bốn ba rồi. Hy vọng là chúng ta có thể giữ vững được. Nhưng nói thế thôi chứ thực ra là Arjen công nó khỏe lắm. Ok. Ok, vẫn là ném liền được tuyển Việt Nam. Hùng Dũng. Phi Sơn.
Phi Sơn, tốc độ Phi Sơn, bên trong có ai? Hơi tối. 1 mét. Dybala. Đây là Messi. Messi hôm nay vẫn đang im hơi lặng tiếng. Ok á. Mẹ lại được cả bố Dybala nữa. Mẹ dâng đến mồm rồi bố. Well, the drama continues to unfold. Second period of extra time now. Hai quả vẫn đang đi bóng. Có lẽ là bên Argentina cũng mệt rồi, không đuổi theo Quang Hải nữa. Không có gì cả. Paredes. Otamendi. Here's Marcos Acuña. Di Maria. Gomez. Dybala. Nào. Ok. Dybala đá tương đối cá nhân. Ok anh Xuân Trường ơi. Đùa. Dybala hôm nay bị đóng sao anh các bạn. Cứ sút bừa thôi. Ok, tạt bóng lên được tuyển Việt Nam. Ok, tí chết. Thôi. Dybala. Messi. Vậy chúng mới không biệt vị. Nào. Dybala. Messi. Ok. Anh là mày cố gắng anh ơi. Well, that's a great save. That could be the match-winning stop there. Xuân Trường. Ủa sao nó chạy nhanh thế? Cái này, chết rồi. Bấm nhầm. Không sao. Di Maria. Cố lên. Chết. Quá giờ rồi. Hết giờ. Yes. Lại là siêu phẩm Quang Hải, lại đưa Việt Nam vào chung kết. Má ơi luôn người. Định đoạt kết quả trận đấu. Ôi. Cho anh em xem lại quả siêu phẩm Quang Hải, xem lại cả 4 bàn thắng của Việt Nam đi. Hoàng Đức một phát. Tuấn Hải phát tiếp này. Ui giời. Công Phượng này. Quang Hải một bàn một kiến tạo mới có được MVP không? Còn đâu à? Quả Quang Hải nó không tính à? Nó không tính vào bàn chính các bạn, 1, 2, 3, 4. Nó chỉ tính 8 bàn ở ấy rồi. Cái thế. Xem nào, Performance Quang Hải đâu? 7.7. Di Maria vẫn cao nhất. Rồi xem trận chung kết chúng ta đá với ai. Bỉ, oh my gosh, anh em đừng quên theo dõi Bỉ vào 18 giờ ngày mai nha. Rồi, xin chào các anh em.